ອົກຍາກຸດມິນລີກົມພໍດໍດໍາໄລຕໍ່ເລືອຊົນບໍລະເທດຂະປູ້ຈິດຈຶ່ງຈິດສາຂອງຄົນໂລກອົກຍາວຈິດມະນຶດກຸດມິນລີບານເລືອກຫຼັງໃນສະຄາສາລາປີເປກັນລອງຕຶກຖ້າໃນນຽມຂ້ອຍຈະກົນຄໄໝມືຮູບຈັງເຄີຍກົນຄໄໝໄດ້ຈະຢູ່ບຸດຈົນຈຸນນົນກ້ອຍຄົງຄະພູ້ຫມົກຫມອດມີກິດຈຸດເລືອຊາອັນຕະຣາຈິດແຕ່ມັນຈັງເຄີຍຢູ່ບຸດຈົນເຈິງຄລອບຄ້າຍຈົນບໍລະເທດຈຸລຄັງນ
côn khmer phía trở nó phê để khởi chuẩn bỏ ra tên bà đón bà đón cứ tanh thơ khuôn sngó sngó nhiều khlọc khlái nhiều nhớt bạc sát đòi ạch hiên mơ một chóm chóm đó bộ kê từng nụ lời chúng phô dụ bà chuẩn để khlọc khlái nhiều nhớt bạc sát chuẩn bỏ ra tên từng nụ bà tam sạp nực bà thiên cọng bực xa phí bà nâng ạ kê đề dụa bà tập bạc này cọng hôn mênh lý chí côi education bàn miên bà sát tha đời xa tại bạch cho bọn ní bà tế thơ ca nơ công bạc chía cứ phía chân dụ bà chuẩn dương tành tài chanh priệp kê chân địch ca chanh priệp kê bẹp ní trừ bàn lục ốc nhà vừa chịu một đất bình dụ đồ chân này thá đời xa con khám mai dương mùi chùm nuốn mình dụ bì đồng lại khuôn ánh đói ôi đồng lại khắp bước tên lời chôn bà tế bà chôn bà tế phía chân nơ sọc khám mai xót tài chia thật cái hai cụm hôn nợ khăn sọc phía chân có chia rồi bỏ bà tế phong đề trong chung nói này mình chắc mình chịu mình đồ phía xa AII nâng xa là riêng ổn trạng thức phíp Amerikan bàn á ăn bàn to tiết tha tuộc bò rà tế một vị nà có đói mình mến sắp tê lo tình ổn nụ tì có miền bộ cố chơi mà nụ bè lè bò lò thua chỉ cho lúa cho plon khá miền tiền chuông đô khó chụp áp tiết có miền đôi tình dương nụ đè biệt phân tình nâng bà nhà hà ní nị chụp liền bị say ổn bàn đọt đá bàn lực chi xùm nua đời ngưng chứ ngon đôi chân này thá tờ bò rà tế miền bộ cố khá mình lo đôi dương đà rứ tờ hai đầm váy bàn chìa sọc mẹ tên tè oi bộ kê thua thống hay bà đọt ảnh tìm hiếp tìm xa ca nghĩa cơ bùa mà lệ sau tận đơn ca lực lang khang lớn đi lục ốc nhà với chiếm đất của mình lý của bản snert đó mà chắc tháp bản tiếng lái của đô cùng nết là tan tại kết thả oi tại chôn bò rơ tê sắp tại miền sa mạc tập hiệp khang chỉ còn khmai cứ mình bớt đôi ca lực lang to to khnhiên nội tì vì comment đại bản bỏ sai mình chiếm đôi chân này chôn chiếm khmai dương chơi chán có miền sa mạc tập hiệp khang mình tranh chôn bò rơ tê nội đài tại bị khang soi có đôi xa tại dụ với chôn khmai dương mùi chùm nuôn khám nhìn ổ cả riêng sốt đôi tài kê bà nọ. Địa tấn tấn đơn ca riêng sốt ní, nữ chùm niên vì xanh ọp rung đọt đá bàn sừng cót ngôn thá, và cho bọn Campuchia chìu vật tế công bông áp hì vụn. Đôi chân này ổ cả đọt lọ rồi bọc cuốn khám máy, cứ khám nhìn ở vây bà sơ trên ca sạc xa riêng sốt nụ tì. Bởi vì xanh ọp rung, thơ ơ dụ vật chôn miên chùm nét đấng, chùm nét thơ, bọt bì xót tù lông tù lý, nâu khăn ông chì vật, nâng rùm chùm nét áp hì vật sừng công chết bàn. Lộc ốc nhà và chịu một đất cội mình lý, bệnh chịu tha bò rà tế cứ chỉ nhận nơi cao bà tế, rư niệm một tí bà tế đọc tế, tại bà nọ, mình mến chịu bộ cố chát chân dưỡng, bù kê chân dưỡng, rư ọt cha chân dưỡng tận ốc cổ rước nụ tì. Được chân nét cua công bà đồng lại tờ lời chôn bò rà tế cấp búa, chỉ chiến chết xác khuôn anh phê, bố chôn bò rà tế khác, có đôi niệm bò rà tế anh chân đè. Trời chết lực thực chất nâng bắt đầu rung vốn lệnh mùi đọc luôn ánh, tại mình trữ miên ông luật bị nụ tì. Các bà rạch cháy rồi bỏ bộ cuộc mùi chùm nuốn, phía chán cắt lạc đời xa bộ kế mình chè ôi đầm lấy, nâng mình chết lực thực chất luôn ánh. Chỉ vì xếp mình chèp ôi rung vốn lệnh mùi đọc luôn ánh. Các mình chèp bắt đầu đầm lấy, nâng lực thực chất, nâng ôi lệnh mùi luôn ánh như hơi, nâng thua ôi chú vết bộ bánh tờ đòi phía bỏ xung khâm. Sau khó cỡ, miền này bệnh nền tại đòi tục cùng wall nâng miền cùng lắng chất không ca bằng to đầm nở từ một tiệt khăng lớn ích chỉ ca lực lăng rồi bỏ lục ốc nhà với triệu lực cụi mình lý thay từ căn sạc cam nông sạc sạ lá cá bị pê cần lòng từ lục ốc nhà với triệu lực cụi mình lý ba miền prosatha bờ sân chỉ dương mình che oi đồng quân khuôn ấy mình che lực tự chất khuôn ấy nâng mình che tre trò án nâng samatapo rồi bỏ khuôn ấy nội tế ta miền đồn na một lực tự chất nâng đo đầm lấy oi dương hơi miền đồn na một oi dương lệch mũi lúc bình chạy tha bà hai chỉ khi miễn tế, được chân này miễn tài dương khuôn ánh mà nệ quân, để trái chạy lực thực chất nâng bà đo lệnh mũi ôi khuôn ánh. Rốt ca lực thực chất nâng ca đã bần tụ ôi khuôn ánh bàn lệnh mũi chính nếch, bất chân miễn bà sẽ tập hiếp nâng sạc đàn nộp bộ khăn trong ca thuở ôi dương miễn tha mập bộ đồng hệ miễn trong ca xâm ra chất thuở cách ca ở vầy mũi. Lúc ốc nhau về chạy mật quý mình liên bàn to tiết tha tuần tâm nâng ôi đồng lại nâng rồng quân lệnh mũi đo khuôn ánh nốt. Dương con mình cố miên ổng nốt hô hét lơ ca oi đầm lại khuôn ánh, có bộp bộp tiếng ngô nghịch ngô ngô, rô hốt đó thả nạ cực thà. Khuôn ánh chi ati tếp, khuôn ánh chi mà hạ ọ chá, khuôn ánh thua ở vây cả trứ, thua ở vây cả lo ếch cho nụ đè. Bởi bởi dương chi mà nốt thất khăn ông chụp bụng ní, nhưng chú bác chi bà ra chay mình khan lời. Bởi bởi dương miên mô tả nạ phiếp lơ khuôn ánh chú đôi cực thà khuôn ánh lo ếch cho cực giáng. Nụ dương bà gọt chi mình ai kẹp ra chùm nịch xói.
ឬចំណុចខ្វះខាតខ្លួនឯងបានឡើយចេះតែឯងមិនចែកគេចេះលាកចំណេះខ្លាចគេចេះពិតជាអាត្មានិយមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកអុកញ៉ាវិជិត្រនិតគូចមីងលីបានមានប្រសាសន៍ថាបើចេះតែឯងមិនព្រមចែកគេចេះហើយលាកចំណេះខ្លាចគេចេះជាងខ្លួនពិតជាអាត្មានិយមណាស់ព្រោះបើយើងម្នាក់ម្នាក់គិតតែត្បិតត្បៀតលាកចំណេះនោះសង្គមយើងគ្មានការអភិវឌ្ឍឡើយលោកអុកញ៉ាវិជិត្រនិតបានបន្តទៀតថាបើបុគ្គលរៀនសូត្របានពុកពោះមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះតែមានគំនិតអាត្មានិយមដោយមិនបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សង្គមនឹងចែករំលែកដល់អ្នកដទៃទេនោះព្រោះខ្លាចគេចេះជាងខ្លួនខ្លាំងជាងខ្លួនបើគិតបែបនេះនោះគឺអាត្មានិយមបំផុតហើយអ្នកនឹងខ្លាចតែជាបុគ្គលឯកោថែមទៀតផងអ្នកជំនាញខាងវិស័យអប់រំដដែលរូបនេះបន្ថែមទៀតថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចលួចចំណេះដឹងពីយើងបាននោះឡើយតែបើយើងពុំបានយកចំណេះដឹងដែលមានទៅប្រើប្រាស់ឬចែករំលែកទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួននោះទេមិនយូរទេចំណេះដឹងទាំងនោះនឹងរលាយសាបសូន្យដោយឯងព្រោះបើយើងបង្រៀនគេត្រឹមតែមួយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចេះដល់10បើយើងបង្រៀនគេដល់10យើងកាន់តែចេះដល់100មានន័យថាកំបិតបើយើងសំលៀងហើយយកទៅទុកក្នុងស្រោមដោយមិនបានយកមកប្រើប្រាស់ទេនោះនោះវានឹងរិចរិលជាមិនខានតែបើយើងចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយចេះយកចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានទៅចែករំលែកអ្នកដទៃនោះចំណេះដឹងរបស់យើងនឹងកើនឡើងទ្វេដងហើយសង្គមជាតិយើងក៏ពោពេញទៅដោយធនធានមនុស្សយ៉ាងច្រើនផងដែរវិក្កាមឆ្នាំពូកែវោហារសម្មរូបនេះអះអាងថាបើសង្គមពោពេញទៅដោយធនធានមនុស្សនោះប្រទេសយើងក៏ពោពេញទៅដោយការរីកចម្រើននិងភាពសុខសบายហើយបរទេសក៏មិនហ៊ានមើលងាយយើងផងដែរក្រៅពីនេះលោកអុកញ៉ាវិជិត្រនិតគុយមីលីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបើយើងចេះចែករំលែកចេះបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកនោះខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងសង្គមក៏ឈប់ឯកោទៀតដែរហើយយើងជាអ្នកចែករំលែកនោះក៏គេគោរពរាប់អាននឹងផ្ដល់តម្លៃដល់យើងវិញផងដែរសូមជម្រាបថាលោកអុកញ៉ាវិជិត្រនិតគុយមីងលីជាស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមីងលីជាគុយ Education ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាកំពុងទទួលបានការគាំទ្រនិងល្បីល្បាញទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិការស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់នឹងជាផុតពីការបរាជ័យលោកអុកញ៉ាវិជិត្រនិតគុយមីងលីបានបញ្ជាក់ថាបើយើងជាអ្នកជំនួញយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងថាតើយើងជាអ្នកជំនួញកម្រិតណាចេះអ្វីខ្លះពីមុខជំនួញនោះសិល្បៈក្នុងការដឹកនាំបើអ្នកជាអ្នកសម្ដែងតើយើងស្គាល់អ្វីខ្លះចេះអ្វីខ្លះនិងយល់អ្វីខ្លះពីការសម្ដែងបើជាជនពិការស្គាល់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងស្គាល់អ្វីដែលអាចអ្វីដែលមិនអាចហើយនៅពេលច្បាស់នោះយើងនឹងដើរទៅគោលដៅដោយភាពជឿជាក់វិក្កាមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះបើសិនជានិស្សិតតែយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផ្ទុយទៅវិញបើយើងមិនស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់នោះទេនោះយើងរៀនមុខជំនាញអ្វីប្រកបមុខរបរអ្វីមិនទទួលបានផ្លែផ្កាល្អឡើយភាគច្រើនគឺបរាជ័យលោកអុកញ៉ាវិជិត្រនិតគុយមីងលីបានថែមថារាល់ការរីកចម្រើននិងទទួលបានផលល្អដើម្បីសម្រេចគោលដៅយើងនោះគឺត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងជឿជាក់លើខ្លួនឯងស្មោះត្រង់លើខ្លួនឯងនឹងជាបុគ្គលដែលចេះបត់បែនដោយសុភៈវិនិច្ឆ័យគ្រប់កលៈទេសៈអ្នកចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អត្រូវតែក្លាហានជាងមុននិងព្យាយាមខ្លាំងជាងមុនឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានលើកឡើងថាហេតុអ្វីត្រូវក្លាហានជាងមុនព្យាយាមជាងមុនហើយត្រូវក្លាហានទៅលើអ្វីនិងព្យាយាមទៅលើអ្វីលោកអុកញ៉ាវិជិត្រនិតគុយមីងលីបានមានប្រសាសន៍ថាក្លាហានជាងមុននៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើភាពក្លាហានហ៊ាននិយាយហ៊ានសម្រេចចិត្តហ៊ានធ្វើព្រមទាំងព្យាយាមនិយាយព្យាយាមសម្រេចចិត្តនិងព្យាយាមធ្វើដោយភាពម៉ត់ចត់ផ្ចិតផ្ចង់ក្នុងបំណងល្អព្រោះថាសេចក្តីក្លាហាននិងសេចក្តីព្យាយាមប្រកបដោយទំនុកចិត្តគឺជាអាវុធជួយឲ្យយើងវាយឈ្នះលើក្តីសុបិនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អយើងត្រូវតែហ៊ានជាងមុននិងព្យាយាមឲ្យបានច្រើនជាងមុនលោកអុកញ៉ាបន្តទៀតថាបើចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អត្រូវហ៊ានធ្វើហ៊ានសួរហ៊ានឆ្លើយហ៊ានសម្រេចចិត្តនិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវដូចយើងដឹងហើយថាបុគ្គលដែលមានទំនុកចិត្តចំពោះអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើដោយភាពក្លាហានព្យាយាមតស៊ូមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រមែងទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតបន្ថែមពីលើនេះដើម្បីឲ្យជីវិតយើងកាន់តែមានឱកាសជោគជ័យទ្វេដងនិងមានន័យពេញលេញត
ទៅទៀតនោះយើងគួរតែធ្វើអ្វីមួយដោយយុត្តិធម៌មិនលំអៀងសុចរិតអត់ធ្មត់តម្លាភាពឯករាជ្យភាពឧត្តមគតិនិងមានមនសិការខ្ពស់ក្នុងការងារលោកអុកញ៉ាវិជ្ជាមនុស្សគួយមីលីក៏បានបន្ថែមទៀតថាសេចក្តីក្លាហាននៅទីនេះកើតចេញពីប្រភព3យ៉ាងគឺចរិតពីកំណើតភាពទល់ច្រកនិងចំណេះដឹងទូលំទូលាយដូច្នេះសេចក្តីក្លាហានទាំង3ប្រភេទនេះគឺមានតែការកើតចេញពីចំណេះដឹងទូលំទូលាយប៉ុណ្ណោះដែលយើងគប្បីយកមកប្រើប្រាស់ព្រោះវាអាចពត់តម្រង់មនុស្សឲ្យចេះវិនិច្ឆ័យចំពោះទង្វើខុសត្រូវខ្មៅសនិងល្អអាក្រក់បានយ៉ាងច្បាស់កុំប្រឹងរកលុយវិនិយោគលើការអប់រំកូនរហូតផ្លេចផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅដល់កូនលោកអុកញ៉ាវិជ្ជាមនុស្សគួយមីលីបានលើកឡើងថាឪពុកម្ដាយសម័យឥឡូវចាប់ផ្ដើមមានការយល់ដឹងទទួលស្គាល់និងឯកភាពថាវិស័យអប់រំគឺជាគ្រឹះស្ថាននៃការអភិវឌ្ឍកូនកូនរបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគាត់ខំយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនបានរៀននៅសាលាល្អគឺសាលាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទោះជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីកូនទទួលបានការអប់រំមួយដ៏ល្អប្រសើរជាមួយនឹងគ្នានេះទោះមមាញឹកនឹងការទទួលទានយ៉ាងណាក៏ឪពុកម្ដាយគួរកុំភ្លេចតាមដានពីការសិក្សារបស់កូនកូននិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនដែរលោកអុកញ៉ាមានប្រសាសន៍ថានាពេលបច្ចុប្បន្នជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមធូរធារច្រើនបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលកន្លងមកឪពុកម្ដាយខ្លះខំរកទទួលទានដើម្បីបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាលាឯកជនដែលមានតម្លៃខ្ពស់និងមានគុណភាពល្អដូចអ្នកមានជីវភាពធូរធារឯទៀតដែរការនិយមបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាលាថ្លៃនិងមានគុណភាពបែបនេះដោយសារតែឪពុកម្ដាយគាត់សង្កេតថាទៅថ្ងៃក្រោយឬ10ឆ្នាំក្រោយកូនរបស់ពួកគាត់នឹងមានផ្លែផ្កាពោលគឺចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងមានបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដដែលអាចចូលប្រឡូកក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងបានល្អប្រសើរជាងសាលាមួយចំនួនដែលគ្មានគុណភាពពិតមែនតែការវិនិយោគលើការអប់រំកូនកូននៅសាលាល្អដែលមានគុណភាពខ្ពស់ព្រោះនៅទីនោះមានសង្គមមិត្តភាពល្អធ្វើឲ្យកូនពួកគាត់មិនខូចមិនបងធំបងតូចនិងមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប៉ុន្តែលោកអុកញ៉ាវិជ្ជាមនុស្សគួយមីលីក៏សង្កល់ឃើញថាមានអាណាព្យាបាលមួយចំនួនក៏ខំប្រឹងរកលុយបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនរៀននៅសាលាល្អគឺប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចមើលការខុសត្រូវឬការសិក្សារបស់កូនកូនដូច្នេះឪពុកម្ដាយគួរចំណាយពេលខ្លះសម្រាប់កូនដូចជាបង្កើតដំណើរកំសាន្តជាមួយកូនបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលពិភាក្សានិងប្រឹក្សាជាមួយកូនឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យកូនមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងជីវិតលោកអុកញ៉ាវិជ្ជាមនុស្សគួយមីលីបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយត្រូវដឹងថាក្មេងឆាប់ពេញវ័យខ្លាំងណាស់កាលណាកូនធំពេញវ័យហើយកូនមិនសូវនិយាយស្ដីរកឪពុកម្ដាយទេហើយនៅពេលមានរឿងគឺតែងតែលាក់មុខនឹងឪពុកម្ដាយដោយមិនចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយដឹងឡើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនឲ្យមានច្រើនតាំងពីកូននៅតូចៗមកម្ល៉េះឪពុកម្ដាយមិនត្រឹមតែរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងផ្ដល់ថ្លៃសាលាដែលមានគុណភាពសម្រាប់កូនប៉ុណ្ណោះនោះទេតែឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវដឹងឮនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់កូនផងដែរដើម្បីកុំឲ្យវិនិយោគទៅលើការអប់រំកូនកូនហើយដោយមិនទទួលបានផលដោយក្តីបំណងនៅពេលដែលអ្នកមានបំណងចង់ធ្វើអាជីវកម្មឬចង់ក្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនម្នាក់អ្នកប្រកាសណាស់ថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការគិតខ្លះៗដែលអ្នកមិនធ្លាប់មានភាពជាសហគ្រិនមិនអាចធ្វើចិត្តធម្មតាដោយមនុស្សធម្មតាបាននោះទេសហគ្រិនគឺជាមនុស្សពុះពារឧបសគ្គជាងមនុស្សធម្មតារីឯចិត្តវិញមិនមែនចេះតែខឹងនោះទេដោយខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលសហគ្រិនខ្នាតតូចមធ្យមអាចអនុវត្តបានចំណុចទី1ត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់លើចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកការទទួលបានភាពច្បាស់លាស់មានន័យថាការយល់ដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាននិងចង់ធ្វើមនុស្សភាគច្រើនរញ៉េរញ៉ៃវិលវល់នៅពេលជួបឧបសគ្គដំបូងក៏ព្រោះថាពួកគេមិនដឹងថាអ្វីដែលពួកគេចង់បានហើយអ្វីដែលជាអត្ថភាពត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍លើអ្នកត្រូវមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់នឹងជាលក្ខណៈអ្វីដែលអ្នកចង់បានមុនពេលអ្នកអាចឈានទៅមុខបានចំណុចទី2ដល់អ្វីជាការរៀងស្ទះនោះចាញ់មនុស្សភាគច្រើនតែងតែមានគំនិតនឹងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែប្រសិនបើការជឿជាក់របស់អ្នកមើលទៅមិនអាចបន្តបានអ្នកក៏គួរតែគិតពិចារណាលើការជឿជាក់អ្វីមួយផ្សេងទៀតផងដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានភាពពិតប្រាកដជាមួយវាអ្នកគួរតែធ្វើវាហើយចាប់ផ្ដើមឈានជំហានម្ដងមួយម្ដងមួយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវប្រកាសថាផ្លូវដែលអ្នកនឹងដើរមិនមានភាពសង្ស័យចំណុចទី3ជំនឿរបស់អ្នកដែលធ្លាប់មានគួរតែជំនួសមកវិញនៅជំនឿថ្មីមានមនុស្សខ្លះមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់មិនសូវទទួលយកមតិពីអ្នកដទៃនោះទេគិតថាខ្លួនឯងគិតត្រូវជានិច្ចក្នុងភាពជាសហគ្រិនត្រូវមានភាពបត់បែនដោយការទុកគំនិតចាស់
hay bốc cho mùi nâng cùng lực thầm mấy phía chán này nhẹ chi vô cảm chán tay kết lờ phía vô chùm miền rổ hồn. Khi kết thai kết thơ bàn rổ hồn, bà tụ bày chỉ đua phần mạng đón một hời. Nó phê đến nhẹ thơ bẹp ní, nụ miền này thà nhẹ công phong liêng xóm át khô các bàn rổ bỏ nhẹ, nâng bình chô là vầy mùi thầm mấy. Đại lại thơ ở nhẹ tựa bàn chục cháy, nâng lất tập phiếp thầm mấy. Phiếp chia giả gần, nhẹ trời chạy chanh bì cầm hứng, ca chư cháp ca khọ chật, phiếp sọc xáu, nâng à rộm ọ sẵng khâm. Đại nhẹ thơ lộp miến, đôi chùm nô một vinh nữ à rộm đại miến cái đầy sẵng khâm, phiếp vị chùm miến, ca à nát à số, nâng sức đầy sập rõ chùm bộ khuôn ái nâng nhẹ đọc tầy. Chùm nô tì buôn, bông rì chạc khô vị sai vinh chngay rồi bỏ nhẹ. Không phiếp chia giả gần, nhẹ cua pra tích nịch và chạy kết tế. Cả bằng hành, cả an bị chạc khổ vì xây bên ngay rồi bỏ nẹ. Tất đoàn một nội chung vinh nẹ, đâm bay tiện tiên phụ kế nữ ở vầy để nẹ chọn bàn. Ở chỗ một khổng chí viết, nâng cả nghe rồi bỏ nẹ. Chưa môi nâng chung nữa để miệng đàn cùng nọt, nẹ cua chạy tranh vì phâu nì. Nâng chỗ chạp đấm, sổ bên rồi bỏ nẹ hoài căn thật thống. Nó phê để nẹ miên sổ bên căn thật thống. Nụ nẹ nâng miên chạc khổ vì xây căn thật bên ngay đòi xoay vào bọt. Chụp nơi tìm rắm, nẹ trong miên sẽ cầm một phiếp đâm bay bầm phó cùng nơi rồi bỏ nẹ. Sẽ hạ cơn mình ai chăm tay ổng côi rong chăm phiếp chụp cháy. Một rộng nẹ bà nụ tì. Nẹ trời tài chặt vì thiên cá nâng phơ ở việc cả lớn. Miên này tha nẹ chỉ nẹ đơ tờ rộp phiếp chụp cháy. Nó phê để nẹ căn thật phơ. Căn thật miên sẽ cầm một phiếp chân. Nụ nẹ căn tâm miên cùng nịch, nẹ đăng chán, đối nhiên miên tại thơ sẽ cảm một hiệp tế, ai chui ở nẹ tựa tựa bàn chục cháy thông thành bằng phọt. Ta nẹ cua chán cho ở rộng ở vị trí miên bàn đời biệp nà. Các bà chôn mốc chùm môi nâng cao bầm rè bầm rùi bà chạm thang ngay, rùm tiếng phiếp cho bài rì 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 xì kết tốt, xót tâm miên ở tập bùa lời cả cực nâng ở rộng đai mình ai chìa phọt. Các cực vị trí miên chìa vầy. Nếu bà hát chỉ ai chua thật khuôn miên ả rộm nâng ca kết tè môi bà phết đòi ca kết ả rộm rồi bỏ phục quân mà nếp mà nếp. Sự đánh tranh bì bà phết cứ ca kết vị trí miên nâng ả vị trí miên. Bê khá ca kết ả vị trí miên bàn thuê ca về lốc nòm oi ả rộm hát đôi chỉ thị cho. Đại phía chân bàn đàn một bì tùm lệ tùm nôn ả sẽ thể rộp hiếp rồi viên phô cây nâng phô chất rồi bỏ nếp. Paul vị ba nâng đồng lọt sài. Bà quốc tăng tại phía chân chú mùi nâng ca kết nâng khơi nhỏ vây nâng khôn nông phiếp áo vị trí miên. Nô viên nâng khai tại chia tùm lộp rưu chìa vọt bằng tò khăn nghĩa. Đại miên phiếp áo vị trí miên nâng bằng tò nông chốc phiếp áo vị trí miên. Xên đọt tay tiết chìa là tập Paul vì ai bông plan đọt là tại chế rắc nâng ạc bà kệ rìa. Nó sân bà khăn nghĩa ca đọt sài mơ rùm lốn rưu bằng đôi oi ca kết căn tại sát nâng khôn nông phiếp ngô ngật nốt rưu bà đen cai n có cắt mặt thoi cho rồi hốt chiến đo chùm ngư thọc ả rộm rồi chùm ngư thiện thực chất chết đầm. Nhưng nam anh tôi bây trên địa hạ mình ai đọc luôn tranh ban tiếng sông bị ca kết bẹp ni tại còn lực hàng cọm ni ai chia chùm nuôi đầm bầy xùm ruôl nâng vật hát ca kết ở bàn lò chừng bốn đòi nhẹ cơn tại ảnh vớt đôi chìa tìm muối xâm rạ chùm lại phê tại pi tập bầy nhẹ ti chỉ đến rốt ngay xâm rạp đo ở nhẹ lâu pê vừa lia xâm rạ để lại cốc rôn ả rộm tờ lọc một vĩnh môn pê ca kết nốt căn tại ạc rộ. Nên ai chờ rơ vị thị xác đôi chía, ca xa mạ thị, đây là dù cá, rư cơn tại nọ đằng hâm ở bàn vệnh vệnh, mà dàng tiết, lùm hát bàn, bẹp thầy chí, có trò bàn này nôm bì xâm nạ để chùm liên phong này. Đâm bầy ai bà mô dục ả rõm, đây là o trò lọc một vệnh, chùm rồi tì bí, xa xế việt tục. Căn bích rô bò nệ rùi chập đầm xa xế bì bà nhà há, rư ca kết áo vệ chùm miến tờ lơ cờ rõ đá. Rư xếp hấu để ai chui nhẹ xoay dùl ở bàn căn tài chấp bác bì ả rộm nụ nâng nâm dục ả rộm với chùm miến một vĩnh. Bên thêm về nốt ca miến tùm lộp ra xê cầm nọt hẹt bì ả cặp và kệ đá giá. Rư xa thân đập hiếp để chia mù là hẹt nộp ở miền ca kết ả với chùm miến. Ai ở nếp bằng cân ca đọc sài bánh há để kết miến chiếc chiếng ca mơ rùm lốn. Rư mặt đòi ở ca kết căn tài miến phiếp một xoay. Chùm nói tị bấy, không bằng không phơi chân. Miên ca lực lăng chỉ tràn chùm vinh vị thị xác đã đầm râu ở nệm bằng khom khuôn ánh ở chốc kết nơi rùa bế miên ca về lớp bì ả rộm ả vật chùm miên. Đang là mánh, thông vươn ní hát đôi chì khám miên bởi sự tập hiệp tập vĩnh đòi hẹt thà bộ côn mà nệm mà nế nâng mạnh ai mình chốc ca kết ba nụ tì đò rạp nà nấu miên chì vịt. Chốc lõ nệm trừ riêng sẵn kết mơ bì bà nhà há rư skôl ở căn tại chá ba bì khuôn ánh. Chùm nội tị buôn, chia viên cả ta mù là hẹn. Không chia diêm thay để xa rụp riêng cài kháng kháu bị phụ bà nhà hạ pro chất có ai chia chùm ngư muối để cua xoay nhuôn nâng cua tay trao dụ chất tục đạng cả phía chia môn phong đài. Tôi giang để ai đọc luôn tranh bì bộ cua đã tên tại sai phía phía bảo vệ chùm miễn đoàn nịa. Tí tăng để bắt đầu phía một xe mạng chia viên chùm này phê chân tự lưu bà nhà hạ để cờ miên nợ khổng bằng đánh sân cống đã hạ miên cả bằng lớp rư bắt đầu nữ sản xám ở vị trí miên đó là ở rõm rồi bỏ nệ chùm nội tìm rắm chụp khuôn chùm mùi sản tịp hiếp riêng bằng đọc thực chất tự tùa dốt nâng bên chất ở vấy để chia khuôn ảnh. Prove chỉ lệ khăn đại nệ từ rùa nơi ở mỗi chì
ីវិតក្នុងករណីព្យាយាមកែប្រែនៅអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចមិនត្រឹមតែគ្មានលទ្ធផលនោះទេថែមទាំងផ្ដល់ឲ្យអ្នករស់នៅជាមួយសង្គ្រាមផ្លូវចិត្តទៅវិញគួរចំណាំថាការបញ្ឈប់អារម្មណ៍ឬការគិតអវិជ្ជមានបានទាំងស្រុងពីផ្លូវចិត្តទាមទារភាពអត់ធ្មត់និងការប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗផ្ទាល់ខ្លួន